con là nghỉ ở bên công ty Arista. Thì hôm trước cũng con cũng có nhờ mấy chú thử giùm con cái mẫu sản phẩm thuốc mới là Ginga và Butanin đó chú. Thì chú vui lòng chú cho con biết hiệu quả của thuốc với lại liều lượng sử dụng đó chú. Thì cái hiệu quả của nó là, thì thấy nãy nhổ đây chụp hình nãy thấy là vậy là nó cũng không đạt yêu cầu đó, nhưng mà sử dụng của nó đó là tôi sử dụng là hai gói một bình 25 lít. Dạ. Và nuôi lúc đó là khoảng 18 19 ngày rồi. Dạ. Mà ruộng thì có nước đủ đủ ẩm, mà đưa nước vô là cầm được, đất là lúc nào có nước. Thì nãy thấy nó sống vậy nhưng mà cái tim thì thấy nó chết rồi đó. Dạ, cái đó là chú đang nói về sản phẩm Ginga hả chú? Đây là sản phẩm Ginga. Dạ, cái thời điểm mà trước khi phun cỏ trên ruộng mình như thế nào chú? Thì cỏ lúc đó thì nó cũng có rồi mà nó nhỏ nhỏ. Dạ. Ừ, tại cỏ gì là nhiều chú? Thì đây thì ruộng này chỉ thấy rau mát là nhiều à. Dạ. Còn cỏ kia thì mặt cỏ kia thì ít. Dạ. Còn cái cỏ kia để không thấy đó, không biết là sao nó chết hay không nữa. Đúng không? Dạ. Mình không thấy đó. Tại bữa nay thì mình mới phun chỉ khoảng 5 ngày thôi. Dạ, 5 ngày mà nó thấy rau mát thì dạ, chết rồi đó. Rau mát thì nó chết rồi. Dạ. Chú xài là xài sao chú? Từ một chai đó được 4 bình rưỡi với một gói. Một bình là một gói cộng với cái chai đó mình chia là 4 bình rưỡi. 90 cái chai gì đó. Dạ. Rồi chú thấy hiệu quả nó là sao chú? Thì thấy đạt rồi. Cái cô bông thì nó cũng sụ đó, có giá từ nay thấy nó tiêu đó. Thời dạ. Dịch trước này. Thời điểm trước phun mình thấy cỏ nó nhiều không? Lai gai lai gai đó. Dạ. Rồi bữa nay là mình phun được 7 ngày ha, là cỏ chết đạt ha. 7 ngày. Chú so sánh giùm con thấy miếng cái bơm chú xài như xài căng lên đó mà. Căng lên thì xài nó không nó cháy khúc kia trên chứ nó đâu có cho cho cái căng lên đâu, ông thì nó cháy cháy lá, mình nó mà thịt chạy nó rất á. Dạ, những hiệu quả mà còn u là nó không có đạt. Dạ. Rồi chú thấy cái hiệu quả nó chết vậy nó mình có chậm không? Vừa chậm mình không nên cho nên dịch virus sao là cháy đó. Đứng đây dòm mẹ nó sống gì mà nhỏ nó thúi thiệt. Dạ. Thúi thiệt. Chết thiệt chứ. Mẹ tao mấy mẹ sống. Cái này là nó chết trong chim chết chưa? Dạ. Là chết chứ chứ hũ. Nó đang đun chân không? Dạ, chú nói giùm con cái triệu chứng chết của cái cỏ chát trước đi. Nó khi mà mình phun Ginga nó chết nó có dấu hiệu giùm chú. Nó cũng rồi thôi chết trong chim chết gà đó. Còn cái cỏ bông đu phụng á thì nó sụn lá xuống nó đỏ lòm. Dạ. Dạ rồi, vậy con cảm ơn hai chú.